Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay có em Bùi Tiến Dư đây. Nào em làm dáng cái thì giới thiệu với anh em thì đây là một con xe gem của em nó. Thì hôm nay em nó đến lắp cái bóng bi cầu mini nét anh em ạ. Đây này. Đấy. Thì đây là cái gương, thì gương xoay kiểu này thì em cũng có đến bên Hiếu để lắp đây. Đấy, nhìn nó rất là đẹp và rất là sang chảnh. Thì lý do là đợt này thì thông báo với anh em thì đợt này thì nó đang có sương mù buổi sáng với cả ban đêm thì hay có sương. Thì bóng của em là bóng theo xe thì nó rất là tối. Căn bản hôm nay em chưa lấy lương thôi. Còn để em lấy lương là em sẽ độ lốt quả bóng ở bi cầu bên trong này. Nhưng mà do cái túi tiền nó hạn hẹp cho nên em lắp trước cái bóng bi cầu mini net. Thì giới thiệu anh em thì em nó còn muốn cả bát sinh. Đấy, bát sinh thì Hiếu có lắp một con diode và Hiếu gắn trên cái hệ thống còi. Khi chúng ta bóp còi là nó có cái passing. Bây giờ anh em nhìn Hiếu bóp còi này. Đấy. Cái còi này của em thì nó hơi bị hen tí, nó dè, nhưng mà nói chung là nó vẫn ok anh em. Đấy. Em bảo lúc nào lấy lương thì em sẽ thay nó đi. Thì đây là anh em nhìn đây, bóng thì cực kỳ sáng nhá. Đấy. Đấy. Thì nó có hai chế độ, một là trắng và một là vàng. Đấy. Em dắt ra ngoài đường anh test cái độ sáng cho anh em hộ anh cái. Đây thì Hiếu vừa mới đấu xong. Thì trong cái quá trình Hiếu đấu ấy, mới cả Hiếu lắp cái chế độ diode thì Hiếu có chia sẻ cho anh em nhiều rồi. Em ơi, em dắt ra ngoài đường này để anh test cho anh em cái độ sáng. Đấy. Cái này phải dựng chân trúng giữa lên thì nó mới thực. Rồi, em để ngay ạ. Đây. Chế độ này. Đấy, đây là cái chế độ vàng anh em này. Đấy, chế độ vàng trắng này. Em thì nó lại thích kiểu như là cái quả bóng bi cầu này của chúng ta ấy, thì nó có chế độ trắng và vàng anh em ạ. Thì chúng ta có thể lộn cái bi cầu này. Anh em nhìn này, thì chúng ta lộn lên lộn xuống thôi. Anh em thích vàng xa thì chúng ta lộn lên, còn anh em thích trắng xa thì chúng ta lại lộn xuống. Đấy, thì cái này thì nó rất là ok. Thì quan trọng là mình làm thôi. Đây là em thích trắng thì em đi gần, còn vàng em đi xa. Đấy. Thì đây là cái video Hiếu chia sẻ cho anh em. Thì anh em nào có muốn đấu cái hệ thống bi cầu mini net thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để được đặt hàng anh em nhé. Đấy. Rồi ok rồi em ạ. Thì trong cái quá trình mà nó trục trặc gì thì cứ đến quán anh để bảo hành nhá. Rồi. Chào anh em cái này em này. Đấy em ok em. Đấy đèn rất là sáng. Em thử mở cái em thử ngồi lên em bật cái đèn đêm của em cho anh xem nào. Không bật bật được. Rồi, bật luôn cái đèn này lên. Đấy nó rất là tối anh em ạ. Đấy. Đây đây được rồi, đây để yên này. Đây còn không nhìn thấy cái gì luôn nha. Đây còn có cái đèn của ô tô nó phản lại, còn đây không nhìn thấy gì luôn. Hiếu tắt cái đèn này đi này. Đấy, đây là chỉ nhìn thấy đèn ô tô nha. Còn anh em chúng ta bật cái đèn chế độ này lên thì anh em nhìn thấy sáng không? Đấy, sáng qua cả ô tô luôn, đúng không? Đấy. Rồi ok em, đi về đi. Em về anh Nhật. Rồi rồi, anh chào em.